Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái shop trên Sen Đỏ nha. Hôm bữa là mình chỉ hướng dẫn là cách thay đổi cái tính năng của cái sản phẩm trên Sen Đỏ thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn từ đầu cho các bạn để các bạn thành lập một cái shop trên Sen Đỏ và các bạn bán hàng cho cái trang thương mại điện tử Sen Đỏ này nha. Riêng về các cái tính ưu việt thì mình chưa nói, nhưng mà nói về hiệu suất bán hàng, mình đảm bảo cho các bạn là Sen Đỏ bán hàng rất là tốt nha. Chính sách khuyến mãi liên tục và không có thu phí gì hết. Mình bán hàng thì mình bán rất nhiều trang, mình bán trên Sen Đỏ, trên Shopee, trên Lazada, nhưng mà Sen Đỏ thì hiện tại là người ta hỗ trợ mình rất là nhiều. Mình thấy trên những cái trang quảng cáo như 24 giờ mình vẫn thấy cái sản phẩm của mình. Cái thứ hai á là cái số lượng sản phẩm mình bán thì trên Sen Đỏ hiện tại mình bán phải gấp khoảng 30 lần so với Shopee. Shopee mình chỉ bán đúng một đơn duy nhất xong rồi người ta không cho mình bán nữa. Không phải là không cho, nhưng mà người ta không có đẩy hàng mình lên trang đầu, không có quảng cáo cho mình thì mình chứng tỏ mình bán không có được. Còn Sen Đỏ thì người ta hỗ trợ mình rất là nhiều, người ta đẩy cái sản phẩm mình lên trên trang đầu, người ta hỗ trợ quảng cáo, mỗi lần bán mình được một lần up, có nghĩa là một lần đẩy lên trên cao á. Thì hiện tại cái chính sách đó là Sen Đỏ làm rất là tốt nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên, khi các bạn muốn mở một cái trang thương mại điện tử thì các bạn có làm một là cái số điện thoại, hai là tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng là phải có đăng ký internet banking nha các bạn. Đó, tài khoản ngân hàng. Thứ ba là các bạn phải biết cách sử dụng cái internet banking. Nhớ nha, internet banking này là các bạn phải giao dịch bằng cái app hoặc là bằng cái website của ngân hàng nha. Thì đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình là một cái số điện thoại. Thì các bạn vào Google này, đầu tiên vào Google nè. Google nha. Rồi các bạn gõ là Sen Đỏ bán nha. Hoặc là bán Sen Đỏ cũng được. Đây, Sen Đỏ bán này. Bạn thấy không? Đấy. Ở đây thì nó sẽ lên một số trang, nhưng mà các bạn chọn vào cái trang này nhé. Đó nha, chọn vào cái trang Sen Đỏ bán này nè. Đấy, rồi trang này. Đấy, sau khi các bạn vào á thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì các bạn, nếu các bạn đã có shop rồi thì các bạn bấm đăng nhập nha. Các bạn chưa có shop thì các bạn bấm đăng ký. Thì có hai hình thức đăng ký, một là mình đăng ký bằng số điện thoại, hai là đăng ký bằng Gmail. Mình thì mình sẽ đăng ký bằng là Gmail, bởi vì mình có Gmail, bởi vì mình thích giao dịch bằng Gmail. Đấy các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký nè. Các bạn thấy cái chữ đăng ký này đúng không? Chọn cái tab đăng ký nha. Đăng ký thì ở đây có số điện thoại là 10 chữ số này. Các bạn gõ số điện thoại mình vào đây, bấm gửi mã xác thực thì các bạn nhập mã xác thực vào đây nha. Mã xác thực sẽ được nhắn vào số điện thoại cho các bạn. Nếu các bạn đăng ký bằng Gmail thì các bạn sẽ được gửi mã xác thực vào Gmail. Ở đây mình đăng ký bằng số điện thoại này. Nếu mà đăng ký bằng số điện thoại thì các bạn bấm vào đây. Hầu như bây giờ ai cũng có số điện thoại và điện thoại thông minh rồi, thì điều này là quá ư là bình thường. Nhập cái mã xác thực vào đây nhé. Đấy, sau khi nhập số điện thoại, nhập mã xác thực vào đây. Rồi các bạn gõ cái mật khẩu nha. Mật khẩu các bạn tự nghĩ ra, có thể đơn giản, có thể phức tạp thì các bạn thôi. Rồi xác nhận lại mật khẩu. Rồi các bạn bấm vào đăng ký là xong, là các bạn đã có một cái shop trên Sen Đỏ. Sau đó các bạn bấm vào đăng nhập nha. Đấy, mình sẽ đăng nhập vào cho các bạn xem nha. Sau khi các bạn có đăng ký xong thì các bạn vào, nó sẽ giao diện như thế này. Đấy, giao diện như thế này. Thì cái việc đầu tiên á, sau khi các bạn đăng ký shop thì cái shop của các bạn nó đã đăng ký rồi nhưng mà nó vẫn chưa có hoạt động nha các bạn. Các bạn phải làm các cái thao tác như sau. Đây là mình hướng dẫn rất là chi tiết, bởi vì trước khi mình đăng ký cái shop Sen Đỏ này á, thì mình có tìm hiểu trên mạng thì người ta hướng dẫn rất là phức tạp. Mình làm rất là mất thời gian, và sau khi mình làm rồi thì mình làm cho ông anh mình thì rất là đơn giản. Bởi vì chính vì vậy nên cái khâu hướng dẫn nó rất là quan trọng. Nên các bạn, nếu các bạn muốn bán hàng online, muốn mở một cái shop trên Sen Đỏ thì phải theo dõi hết cái video của mình và theo dõi kỹ lưỡng nha. Mình sẽ hướng dẫn rất là chậm cho các bạn. Video này mình làm coi như là tặng cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một lượt đăng ký, bởi vì đó là một cái động lực cho mình. Chứ bởi vì làm rất là nhiều cái video bổ ích nhưng mà cái lượt đăng ký nó ít thì thật sự mình
mình cũng không có thời gian nhiều, không có chú tâm vào được. Làm việc gì cũng các bạn có phải có thu nhập thì mình mới chú tâm vào đó. Thì đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký cái shop Sen Đỏ rồi nha. Sau khi cái shop Sen Đỏ này xong á thì các bạn sẽ có một cái giao diện như thế này. Đấy, ở đây là cái tên của shop này. À, điểm hoạt động sau khi các bạn bán thì nó sẽ có điểm hoạt động này, tỷ lệ hoàn tất đơn hàng, đấy, tỷ lệ khiếu nại là bao nhiêu phần trăm. Thì sau khi đăng ký xong thì các bạn gõ vào đây nha, các bạn mở một cái tab mới nè, các bạn đăng ký một cái ví gọi là cái ví SendPay nha các bạn. SendPay nè. Trang chủ SendPay. Cái SendPay này á, là mục đích của SendPay này là cái ví này là của Sen Đỏ luôn. Nhưng mà nó sẽ được liên kết với cái trang người bán này nè. Đó, cái ví SendPay này nó sẽ được liên kết với cái trang người bán này. Sau khi các bạn bán hàng xong thì các bạn vào cái này nó sẽ có một cái thư mục gọi là cái ví người bán. Đó, thì từ cái ví người bán nó sẽ các bạn sẽ chuyển tiền qua cái ví SendPay này. Rồi từ ví SendPay này các bạn mới rút tiền ra ngân hàng được nha. Thì ở cái ví SendPay này các bạn sẽ dùng một cái tài khoản có internet banking để các bạn đăng ký. À, để liên kết với cái ví SendPay này nó cũng như những cái ví khác thôi, cũng như ví Momo, nó cũng như những cái ví như của Viettel rồi thôi. Nhưng mà cái ví SendPay này nó dành riêng cho Sen Đỏ bán này thôi. Ừ. Thì bạn bấm vào đăng ký nha. Đấy, đăng ký á, thì các bạn đăng ký bằng số điện thoại và cái pin này nè là chuỗi 6 chữ số nha. Các bạn dùng 6 chữ số để đăng ký nó. Để đăng ký và sau này các bạn tải cái app SendPay này trên điện thoại hoặc là đăng ký đăng nhập trên máy tính thì các bạn tải cái app này về đăng nhập vào. Và mình dùng cái số điện thoại nè. Một là mình dùng cái số điện thoại này, hai là mình sẽ dùng ở trên là mình nhập cái số điện thoại, ở dưới là mình nhập cái mã pin này. Đó. Sau khi các bạn đăng ký thì xong thì người ta gửi cái mã OTP các bạn nhập vào đây, nhập cái mã pin của các bạn vào đây là xong. Đăng ký cái ví SendPay này rất là đơn giản nha. Thì mình sẽ vào cái ví SendPay của mình đi. Mình sẽ vào cái ví SendPay của mình nha. Này mình sẽ đăng nhập vào cho các bạn xem. Ở đây là mình sẽ gõ là 6 cái chữ số nha các bạn. Mình sẽ gõ 6 chữ số nha. Đấy, mật khẩu là mình có 6 chữ số. Đây các bạn vào cái ví SendPay nó sẽ có cái giao diện như thế này. Em nghe nhạc ơi. Dạ. À. Dạ. Alo các bạn, lúc nãy mình có cái điện thoại nên mình phải cắt ngang cái cuộc hướng dẫn cho các bạn nha. Mình hướng dẫn lại nè. Cái giao diện của cái SendPay khi các bạn đăng nhập vào nó sẽ như thế này nha. Đấy, nó sẽ như thế này. Nhưng mà các bạn chưa chưa có đăng ký thì nó sẽ chưa có cái tài khoản nè. Đấy, cái tài khoản ngân hàng này. Các bạn vô cái tài khoản này, cái mục tài khoản này, các bạn thấy không? Đấy, nhìn vào cái ngón tay này, vào mục tài khoản. Sau đó các bạn vào tài khoản ngân hàng này. Tài khoản ngân hàng thì các bạn ở đây, các bạn ở đây có chữ thêm này, các bạn sẽ thêm vào cái tài khoản ngân hàng đấy, rồi các bạn bấm liên kết. Thì sau khi liên kết thì hiện tại ngày xưa mình làm thì SendPay nó sẽ gửi về một cái mã, một cái số tiền tương ứng với khoảng 10 đồng 20 đồng thì các bạn sẽ nhập cái mã vào đây thì nó mới xác thực được, nó đã xác thực được. Nhưng hiện tại là chỉ cần gửi qua là nó sẽ xác thực trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ là nó sẽ xác thực cho mình luôn, không cần phải chuyển tiền như ngày xưa nữa, thì nó đỡ phức tạp hơn. Thì các bạn nhập vào số tài khoản ngân hàng rồi chi nhánh tên tài khoản là phải trùng với cái tên của cái shop nha các bạn. Cái tên mà đăng ký shop Sen Đỏ bán thì các bạn phải trùng với cái tên của SendPay này. Đấy thì các bạn mới rút được tiền nha. Nhớ là phải giống nhau nha. Đừng có mà người mở thì chồng mà người đăng ký tài khoản rút tiền là vợ là không có được nha các bạn. Các bạn muốn chuyển tiền cho vợ thì các bạn cứ rút ra rồi chuyển cho vợ sau nha. Còn ở đây là nó phải giống nhau. Đấy, sau khi các bạn liên kết cái tài khoản ngân hàng á thì các bạn vào cái mục chứng thực tài khoản này, các bạn coi thử nó đã chứng thực tài khoản chưa, khoảng 2 tiếng sau các bạn vào
tài khoản này đã được chứng thực, là các bạn có thể rút tiền từ ví sân bay vào, từ ví sân bay về cái số tài khoản ngân hàng của mình. Đấy. Thì phân quyền tài khoản, ở đây có một phân quyền tài khoản thì mình cũng nói thêm luôn. Thì cái này cũng không liên quan gì, nhưng mà các bạn có nhiều số tài khoản á, thì các bạn có thể thêm vào đây. Có nghĩa là ngoài cái tài khoản Vietinbank thì các bạn có thể Vietcombank, Đông Á, có thể các bạn có nhiều thẻ thì các bạn sử dụng cái này. À. Đây thông tin tài khoản, số tiền, số dư nè. Sau khi các bạn rút tiền từ cái ví ví người bán á, trong cái mục này nè, thì các bạn sẽ được chuyển tiền về cái ví sân bay. Ví người bán thì nó hiển thị các bạn vào cái di động đó, các bạn tải cái app của sân đỏ bán về thì các bạn sẽ dễ thấy hơn nha, nó rất là dễ thấy thôi. Đấy, đơn hàng nè, sản phẩm nè, chương trình khuyến mãi. Ở đây thì mình không hướng dẫn sâu, lần sau mình sẽ làm cái hướng dẫn cái video mà để hướng dẫn sâu cho các bạn ở phía trong này các bạn thao tác như thế nào. À, còn hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký một cái tài khoản bán hàng trực tuyến trên cái sàn đỏ này. Thì sau khi các bạn đã chứng thực cái ví sân bay này xong thì các bạn coi như là mọi thứ đã hoàn thiện. Các bạn chỉ vào cái sản phẩm này, các bạn đăng cái sản phẩm mới lên thôi. Mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn, cái hướng dẫn để các bạn đăng 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 hàng lên như thế nào, bằng máy tính như thế nào. Bởi vì hôm trước mình đã hướng dẫn đăng bằng điện thoại rồi, tất nhiên nên nếu mà đăng về sản phẩm thì các bạn nên chọn đăng trên cái điện thoại đó, nó sẽ dễ hơn. Bởi vì cái điện thoại thì chúng ta sẽ chụp hình và chúng ta đăng trực tiếp lên luôn, và nhập những cái thông số nó cũng sẽ rất là đơn giản hơn so với đăng bằng máy tính nha. Tất nhiên là mình thì mình thích đăng cái gì mình đăng thôi, bởi vì mình đã sử dụng thành thục rồi. Mình đăng gì đăng, còn các bạn mới xài thì các bạn vào CH Play hoặc là App Store nếu đối với iPhone, hoặc CH Play đối với Android thì các bạn tải về, tải cái app sen đỏ bán này về, và tải một cái app sân bay, ví sân bay về. Đấy, các bạn làm y như mình như thế này là các bạn đã có một cái shop sân bay nha. Đối với cái shop sen đỏ bán này thì mình phải cần có máy tính nha các bạn, bởi vì đăng ký ban đầu thì các bạn phải dùng cái máy tính, đăng ký bằng điện thoại thì các bạn làm, nói chung là ví sân bay là phải đăng ký bằng máy tính nha, đăng ký bằng điện thoại không có được nha các bạn. Ngày xưa là mình đăng ký bằng điện thoại là không có được ví sân bay á, cái sân bay á, còn cái sen đỏ bán thì mình vẫn đăng ký bằng cái điện thoại được. Nhưng mà bởi vì cái ví sân bay là các bạn xác nhập tài khoản ngân hàng, xác thực của các kiểu nên là nó phải cần máy tính. Nên là cái bước đầu tiên thì các bạn cần máy tính thôi, còn các bước sau thì các bạn có thể dùng cái điện thoại di động để các bạn đăng đăng cái mặt hàng lên thôi. Hiện tại là bán hàng trực tuyến đang là rất là tốt so với bán hàng truyền thống. Vì bán hàng truyền thống như mình đây là hiện tại đang rất là vất vả, nhưng bạn bán hàng trực tuyến này rất là hay nếu các bạn có hàng sẵn, bởi vì hàng của mình đây hàng không có sẵn thì mình bán rất là lâu. Thì mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn toàn bộ cái quy trình mà để mở một cái shop bán hàng online trên cái trang thương mại điện tử Sen Đỏ rồi. Các bạn cứ làm y xì như vậy. Còn nếu các bạn muốn không biết đăng ký Gmail như thế nào thì các bạn sử dụng số điện thoại nha, chỉ cần đăng ký một số điện thoại nha, rất là đơn giản luôn. Rồi nếu các bạn xem video này cảm thấy bổ ích hay thì các bạn cho mình một cái lượt đăng ký và một cái lượt chia sẻ nha, coi như một cái động lực để cho mình làm những cái video hướng dẫn cho các bạn ở những cái video sau. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye các bạn nha.